Chào các em, cô rất vui vì được gặp lại các em ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập trong part 3, phần 3. Phần này có 5 câu hỏi. Yêu cầu của đề bài: Look at the pictures. Em hãy nhìn vào các bức tranh. Look at the letters. Em hãy nhìn các chữ cái ở bên phải. Write the words. Và em hãy viết các từ để mô tả hình ảnh nhé. Example, đây là câu ví dụ là một chú vịt. Chú vịt là duck và được viết từ các chữ cái cho sẵn ở bên đây. Hình ảnh số 1 là một chú chim và chim là bird. Chúng ta sẽ sử dụng các chữ cái ở bên đây nhé. Chữ b là b. Y ngắn i. R r. Và giờ là D. Bird. Bird. Một chú chuột rất đáng yêu. Mouse. Mouse. Và chúng ta cùng viết nhé. Mouse. M. O. U. S. E. Mouse. A mouse. Một chú khỉ. Monkey. Monkey. Chúng ta viết lại từ chú khỉ nhé. M O N K E Y. A monkey. A monkey. Một chú hươu cao cổ. Hươu cao cổ là giraffe. Giraffe hoặc là phát âm giraffe cũng đúng các em nhé. Mời các em cùng viết. Giraffe. G I R A F F E. Giraffe. Giraffe. Hình số 5 là một chú voi, đó là elephant. Elephant. Và cô viết lại là E L E P H A N T. Elephant. Elephant. Như vậy là cô và các em vừa hoàn thành part 3. Cảm ơn các em đã luôn đồng hành cùng cô và chúc các em luôn học giỏi nhé.